Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trong chăn nuôi heo, một bệnh khá phổ biến hoặc có thể nói là hầu như trong chăn nuôi heo, ai cũng đã từng gặp đó là bệnh viêm khớp trên heo. Viêm khớp có thể do rất nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng phổ biến nhất vẫn là do vi khuẩn Streptococcus gây ra. Điều trị viêm khớp do vi khuẩn gây ra như thế nào là câu hỏi được nhiều bà con quan tâm nhất. Tuy nhiên thì quý bà con cần phải hiểu rõ về căn nguyên và biểu hiện của bệnh, từ đó mới có những kiến thức để phòng tránh và điều trị bệnh một cách an toàn và hiệu quả. Sau đây, Dr. Pep mời quý bà con cùng đi tìm hiểu. 1. Nguyên nhân gây bệnh. Viêm khớp trên heo do vi khuẩn Streptococcus gây ra. Bệnh này thường gây ra trên heo con từ 1 đến 6 tuần tuổi và bệnh xảy ra lẻ tẻ, tỷ lệ mắc bệnh từ 10 đến 20%. Về yếu tố gây bệnh, qua vết thương hở, khi bấm nanh, cắt đuôi không đúng kỹ thuật hoặc vận dụng bấm nanh, cắt đuôi không được vệ sinh đảm bảo làm cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể con heo qua vết thương hở, hoặc có thể qua chảy máu rốn hoặc viêm rốn. Nền chuồng thô ráp khi heo con nằm xuống bú thì gây xây xước, và chuồng trại không được vệ sinh sạch sẽ thì là yếu tố gây bệnh. Về dinh dưỡng, thức ăn cho heo mẹ và heo con thiếu canxi, phốt pho, không đủ dưỡng chất để phát triển, và heo con không đủ dinh dưỡng làm sức khỏe giảm và sức miễn dịch cũng giảm theo. Về yếu tố lây lan, Streptococcus có thể khu trú ở amidan của heo khỏe khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi như stress, nhiệt độ và môi trường thay đổi thất thường thì sức đề kháng của con heo giảm, thì lúc này dễ dàng phát triển bệnh. Ngoài ra, mầm bệnh còn có tiết ra từ dịch của âm hộ, dịch đường hô hấp và sữa của heo mẹ, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể heo con bằng đường rốn và vết thương ngoài da. Và để phòng bệnh thì cần phải làm như thế nào? Từ các nguyên nhân gây bệnh trên thì quý bà con sẽ có hướng xử lý để phòng bệnh tốt nhất. Cần vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, định kỳ phun sát trùng để diệt mầm bệnh ở bên trong môi trường chăn nuôi. Có thể sử dụng đề xuân super của Intercambi Hà Lan hoặc Belucid của VB Pharma theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất. Hạn chế tối đa các yếu tố làm stress, giảm sức đề kháng của heo như thay đổi thức ăn, môi trường nuôi đột ngột hoặc chuyển đàn, nuôi nhốt quá chật, điều kiện vệ sinh kém thông thoáng. Cho heo mẹ ăn đầy đủ dưỡng chất, thường xuyên cung cấp vào thức ăn các dưỡng chất giúp cân bằng khẩu phần. Tránh suy dinh dưỡng cho heo mẹ, có thể tham khảo các loại cám tốt của các hãng công ty cám. Ngoài ra, bổ sung thêm một số sản phẩm dinh dưỡng như canxi, phốt pho, khoáng, vitamin như Canfolit của Sao Mai hoặc Canxibol của VB Pharma. Trong môi trường heo con theo mẹ thì cần được vệ sinh sạch sẽ, tránh để heo con tiếp xúc với phân của heo mẹ. Khi heo mẹ bị viêm tử cung thì cần điều trị triệt để. Phác đồ điều trị thì Dr. Vet đã giới thiệu, quý bà con quan tâm thì có thể xem lại. Đặc biệt về chú ý kỹ thuật mài nanh, tránh chảy máu, vỡ nanh. Và sau khi bấm đuôi thì cần sử dụng thêm iodine như sản phẩm iodine A còng của VB Pharma để bôi vào. Và tại vị trí rốn và vết cắt ở đuôi thì tối thiểu trong 3 đến 5 ngày đầu sau sinh, mỗi ngày bôi một lần iodine vào rốn hoặc vào vết cắt. Nếu phát hiện những tổn thương trên da, heo con thì cần bôi ngay thuốc sát trùng bằng các sản phẩm dung dịch như iodine hoặc là xanh metilen. Càng sớm càng tốt để hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn vào vết thương. 3. Biểu hiện khi heo mắc viêm khớp. Ở thể cấp tính, đặc trưng bởi sốt, lông da sợn lên, suy nhược và què. Khi bệnh tiến triển, heo bệnh có thể sút cân, các khớp bị nhiễm, sưng to. Một hoặc vài khớp có thể bị tổn thương, các khớp chân trước và chân sau. Mắt cá chân thường sưng phồng lên, bệnh làm cho đau, heo đau đớn và không thể di chuyển được. Hạn chế khả năng đi lại của heo, làm cho heo con không bú được. Ở thể mãn tính thì heo bệnh còi cọc, bị viêm khớp mãn tính suốt đời. Các khớp chứa nhiều dịch khớp đục, ở các màng thì sưng phồng, mất máu và tấy đỏ. Các mô liên kết bọc xung quanh mô dày lên và có thể chứa các ổ mủ nhỏ như là áp xe. Khi bệnh trở thành mãn tính thì có thể làm tổn thương sụn khớp. Các bệnh tích cũng có thể thấy trong sự phát triển của khúc xương. Về điều trị, khi heo bị viêm khớp cần điều trị như sau. Cần điều trị đúng liệu trình, đủ thời gian liệu trình từ 3 đến 5 ngày để giúp heo hồi phục tốt hơn. Dùng kháng sinh diệt vi khuẩn bội nhiễm như Penchep 400 hoặc là Interspectin L của Intercambi Hà Lan theo liều hướng dẫn của từng sản phẩm. Dùng thuốc giảm viêm, giảm đau khớp như Desazone của VB Pharma. Chú ý, phác đồ này không dùng cho heo nái mang thai hoặc heo nái đang cho con bú vì Desazone có thể gây sảy thai, quái thai, làm giảm trọng lượng của thai. Đối với heo mẹ cho con bú có thể làm giảm lượng sữa và ảnh hưởng đến sự phát triển của heo con. Ngoài ra thì quý bà con cần bổ sung thêm thuốc bổ như sản phẩm Canximax để bổ sung canxi và magie.
Ngoài ra thì cũng cần bổ sung thêm Butasan 100 hoặc là Butavit để giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường trao đổi chất giúp heo mau hồi phục sau khi bị bệnh. Như vậy, Dr. Vet đã giúp bà con giải đáp một số câu hỏi thường gặp về bệnh viêm khớp xương heo, cách nhận biết, phòng và điều trị bệnh này. Bệnh viêm khớp xương heo rất phổ biến trong chăn nuôi heo, vì vậy Dr. Vet rất mong quý bà con có thể chia sẻ kiến thức này đến nhiều quý bà con chăn nuôi hơn. Rất cảm ơn quý bà con đã ủng hộ kênh Dr. Vet của chúng tôi. Một lần nữa, Dr. Vet chúc quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!